Mặt pháp đó là như thế này. Vào thời kỳ chánh pháp đó, thì cái số lượng người chứng đắc đạo quả rất là đông. Có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả rất là đông. Như là 10 trăm người tu thì 10 người chứng. Nhưng mà mạt pháp có nghĩa là cái sự chứng đắc nó từ từ nó bắt đầu nó giảm dần đi. Còn có 100 người tu thì còn được 1 người chứng, rồi lên là 1.000 người tu được 1 người chứng, rồi 1.000.000 người tu được 1 người chứng. Cho tới bây giờ cái thời kỳ này đó, biết bao nhiêu con người tu, hàng bao nhiêu thế hệ tu mà có bao nhiêu người chứng. Đó là sự suy giảm về chứng đắc. Cái thứ hai đó là sự suy giảm về pháp hành. Quý vị thấy là thời nay đó, cái người ngay cả đối với hàng tu sĩ đó, thì cái việc mà thành thiền đối với nhiều người là một cái chuyện rất là xa lạ. Đó là chưa nói đến cái chuyện anh hành thiền đó, anh hành đúng hay là anh hành sai thì chưa nói tới. Mà đối với nhiều người, cái việc hành thiền là một cái chuyện rất là xa lạ. Và cái thái độ khi hành thiền thì nó cũng chỉ là một cái thái độ là cho có, được chăng hay chớ. Và không coi cái việc hành thiền đó là bổn phận. Đấy. Rồi thứ ba đó là sự suy giảm về pháp hành, pháp học. Xin thưa đó, bây giờ quý vị đi vào trong một cái ngôi chùa, đi chùa chùa Nam Tông còn đỡ nha, chùa Nguyên Thủy còn đỡ. Đỡ chỗ nào? Đỡ chỗ này. Quý vị đi vào đó thấy mấy người mà ngồi chơi hoặc là đi thắp nhang ở trong chùa đó, khều lại hỏi tứ đế là gì, bát chánh đạo là gì, thất giác chi là cái gì, rồi hoặc là tứ niệm xứ là cái gì, tứ chánh cần là cái gì, rồi quý vị nghe người ta nói cho một quý vị nghe coi coi. Người cư sĩ thời nay đó đi vào chùa đó, xin lỗi, một ngay cả một số vị tu sĩ, sư không dám nói quơ đũa cả nắm, nhưng mà có một bộ phận tu sĩ ngay cả cái vấn đề đó họ cũng ấm ớ. Thì quý vị thấy là cái sự suy giảm về pháp học nó tới mức như thế. Rồi sự suy giảm về sở chứng, sự suy giảm về pháp hành, sự suy giảm về pháp học, sự suy giảm về giới hạnh, đó lại là cả một vấn đề. Thời nay đó mà kiếm những cái vị mà giữ hay gìn giới hạnh mà nó trong sạch như pha lê, như vỏ ốc, đốt đuốc đi tìm ở Việt Nam. Rồi nhiều vị đó, cái gọi là cái quên mất đi cái bổn phận của mình và chạy theo bổn phận của người. Ví dụ như mặt pháp là gì? Mặt pháp là khi đó mà cái người những cái người, người ca sĩ, những cái người diễn viên, những cái anh người mẫu, những cái người mà làm ăn mua bán nhiều tiền đó, họ không có trách nhiệm và họ không có cái khả năng giảng dạy về đạo đức, nhưng mà lại họ lại đứng ra họ dạy người ta về đạo đức. Ngay cả đến những cái anh mà ảnh coi như là làm đàn anh đàn chị, sống gọi là mình gọi là giang hồ xã hội đen, nó cũng đứng ra giảng dạy đạo đức. Còn những vị có trách nhiệm giảng dạy đạo đức, thực hành đạo đức, giữ gìn đạo đức thì lại đi làm nghề ca sĩ, học ca hát, học đờn, học kèn, rồi học trang điểm, rồi học đóng phim, rồi học làm ăn mua bán, và thậm chí là làm giang hồ luôn. Đó là cái sự lẫn lộn đầu đuôi.
đó là mạt pháp đó quý vị. Nhưng mà cái vấn đề đó, vấn đề ở đây đó không phải là chúng ta nói ra để chúng ta có một cái thái độ bi quan, mà một vị trưởng lão nói đó, vào cái thời mạt pháp nó như vậy thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta tu tập khi mà chánh pháp vẫn còn, khi chánh pháp vẫn còn, khi mà pháp vẫn còn, pháp học vẫn còn, pháp hành vẫn còn, thì chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu để chúng ta vượt thoát khỏi cái vũng lầy này. Chứ còn nếu như chúng ta dễ vui đó thì chúng ta bỏ lỡ cái chuyến đò cuối cùng. À, nó giống như là chúng ta đi tàu để mà vượt vượt sông, thì những người đầu tiên đó họ có tiền, họ mua những cái vé hạng sang, họ đi những cái toa tàu mà nó sang trọng họ đi, nhưng mà đến những cái chuyến chót rồi đó thì chỉ còn có dành cho là những cái vé mà bình dân, những cái vé mà hạng hạng bét, hạng chót. Rồi lên thì con nít nó khóc, rồi mùi hôi, mùi nước tiểu, rồi mùi khai, mùi đủ thứ mùi hết trơn, nó dơ bẩn, nó bầy hầy, nó nhớp nhúa, nhưng mà nó là cái chuyến cuối cùng rồi thì cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà bước lên để chi, để qua sông. Chứ còn chúng ta cứ chê, chúng ta mở miệng ra chúng ta chê người này chê người kia, chúng ta chê hoàn cảnh, chê đủ thứ hết rồi chúng ta bỏ, chúng ta không tu, thì chúng ta là con người ở lại. Rồi thì quý vị biết rồi, khi chánh pháp đã lụi tàn thì chúng sanh chìm trong đêm tối.